Xin chào anh em đang theo dõi kênh Vinh Hành Audio. Hôm nay xin giới thiệu với anh em về lục 400 ly đến từ thương hiệu Bioner, thương hiệu Yamaha, Onkyo và Đàn Ông. Đầu tiên đây là chiếc amply Bioner mặt phay nhôm màu vàng chanh. Model của nó là VSA AX1AV. Máy về rất là đẹp nha, nó sẽ có kết nối HDMI, có kết nối cổng quang. Anh em có thể chơi nhạc phim chất lượng cao từ nguồn phát HD từ bên ngoài, và cổng analog cho nhạc từ đầu đĩa. Và dòng này thì nó sẽ có thêm cái cổng USB nha, anh em có thể chơi nhạc số, nhạc USB, nhạc MP3. Thì giá 100V và công suất của nó là 345W, tấm rất là khỏe nha. Giá xuất xưởng của con này là 118.000 yên, phát hành vào năm 2006. Và với thiết kế công suất ra loa, mỗi kênh loa của nó là 170W và nhân điều cho 7 kênh nha. Và bên trong chiếc ly này thì nó sẽ tích hợp bộ dây mã DAC 192kHz 24 bit. Nội thất con này gấu hết luôn nha anh em. Tánh 14 sò thang, 2 tụ lọc nguồn, dung lượng là 10.000 microfarad. Rồi chỉnh được bass chép đầy đủ luôn nha. UP. Và em đã làm được một cái khiển học có thể chỉnh được chức năng chơi UP ok hết luôn nha. Full chức năng luôn. Kích thước của máy là chiều ngang 420mm, chiều cao 173mm và chiều sâu của nó là 466mm, trọng lượng là 15,3kg. Có rail, anh em có thể sử dụng nó để làm DAC, còn bộ rẻ luôn nha, chỉ hơn 3 triệu đồng mà thôi. Đây mặt phay nhôm, con này vệ sinh là đẹp long lanh luôn nha. Có USB nè, cổng USB phía trước nha. Chứng nhận TX thì chỉ những thiết bị có thiết kế tiêu chuẩn và trải qua những bước kiểm tra nghiêm ngặt của hệ thống thì mới đạt được chứng nhận này. Phát hành vào năm 2006 nè. 345W cộng loa bắp chuối nha, chơi cùng lúc là 7 loa. Real để làm DAC luôn, đây là real nha. Real loa phong và real xuất điện nha. Cộng HDMI in out. Rồi cộng quang nè, cộng analog đầy đủ hết luôn nha. Dòng ngắm đi size lớn nha, chơi 14 sò thang, máy đẹp nha. Máy đẹp hoạt động tốt mọi chức năng. Rồi với con này thì em sẽ bán với giá là 3.600.000 nha. Giá không bao gồm phí vận chuyển. Tiếp theo, một trong những dòng amply huyền thoại của hãng Yamaha, model là DSP-A2. Ban đầu khi mà hãng Yamaha cho ra đời chiếc amply Yamaha A1 huyền thoại nó sẽ có một cái giá xuất xưởng cực cao luôn. Và với cái giá này thì nó sẽ rất là khó tiếp cận với người tiêu dùng. Và sau đó hãng đã đưa ra một cái dòng amply tầm trung, đó là Yamaha DSP-A2. Nó sẽ có giá tương đối và nó sẽ tiếp cận với giới audio tầm trung hơn rất là nhiều nha. Và giá con này là 178.000 yên thì giá cũng khá cao. Điện áp 100V, công suất là 360W. Con này thì nó sẽ có cổng quang, anh em có thể chơi nhạc mạng, nhạc trực tiếp từ Smart TV rất là tiện lợi nha. Và đặc biệt là nó sẽ có thiết kế cầu nối chữ U, anh em có thể sử dụng nó để làm hai chức năng Re và Main luôn nha. Và ta rút cái cầu nối chữ U này ra, ta phối ghép với fan để chơi karaoke khá là ổn nha. Trọng lượng của nó rất là nặng nha, 21kg. Rồi hình thức máy khá là đẹp, mặt phay nhôm mà bằng chanh luôn, có điều khiển phụ kiện của Yamaha nha. Có chỉnh được bass chép cơ như là những cái dòng amply stereo thông thường khi mà mở nắp cốp ra nha. Đây, bass chép ba lăng, chức năng tăng cường bass nè, chức năng đi trực tiếp nha. Con này thì chất âm rất là đậm đà. Và trong cùng một cái tầm giá thì không có một cái chiếc amply stereo hay kênh nào so được về cái chất âm cũng như là cái quy lực của nó nha. Thiết kế hai cái má gỗ hai bên còn rất là đẹp nha. Rồi dắt cắm mạ vàng hết toàn bộ luôn, Re và Main. Đây cổng quang nè, Yamaha DSP-A2 360W Made in Japan. Má gỗ nha, rất là đẹp. Trọng lượng lên tới 21kg. Rồi kích thước của máy, đây là dòng size lớn nha. Chiều ngang của máy là 473mm và chiều cao 171mm, chiều sâu là 470mm, trọng lượng 21kg, hai má gỗ, ba phong cách cổ điển nha, dòng amply huyền thoại của hãng Yamaha. Rồi với chiếc amply Yamaha DSP-A2 đẹp long lanh thì em đoán với giá là 3.900.000, dạ không bao gồm phí vận chuyển. Rồi anh em có thể sử dụng nó để làm DAC cũng được nè, chơi nhạc số, nhạc mạng với kết nối cổng quang rất hay, chỉnh bass chép cơ luôn nha.
Rồi tiếp theo, một trong những dòng âm ly, con bộ rẻ đến từ hãng Onkyo. Onkyo TXNA 602 Made in Japan. Điện áp 100V, công suất là 450W. Có điều chỉnh bass chép là chỉnh equalizer. Có cổng quang chơi nhạc mạng. Có cổng analog chơi nhạc từ đồ đĩa đầy đủ luôn nha. Về công suất âm thanh ra lo, ở lo 6 âm của nó là 110W. Chỉnh bass chép chơi 14 so 2 nha. Equalizer 5 kênh tần số. Có real để làm DAC luôn, có điều khiển từ xa đầy đủ luôn. Một cái giá siêu rẻ hơn so với những cái âm ly lắp ráp tại Việt Nam luôn, chỉ là 2.800.000 nha. Made in Japan. Riêng cái phần giải mã DAC thì cũng đủ đồng tiền nha anh em, mặt phay nhôm màu vàng chanh. Onkyo TXA 602. Con này thì chơi trợ kháng loa từ 4 âm cho tới 16 âm nha, chơi tất cả kênh loa, chế độ nghe nhạc bằng on stereo nha. Rồi cổng quang tín hiệu từ Smart TV xuống nè, 3 cổng quang. Có cổng real để làm DAC luôn, anh em xuất sang một cái hệ audio khác luôn nha. Máy đẹp, hoạt động tốt mọi chức năng. Rồi con này chiều rộng của nó là 435mm, chiều cao 175mm và chiều sâu là 429mm, trọng lượng 14.8kg. Made in Japan này. Quay lại. Đây, con này là Made in Japan này. Rồi con này thì em sẽ bán với giá là 2.800.000, giá không bao gồm phí vận chuyển. Tiếp theo nữa là con đi The 5, model là AVC 3500, mặt phay nhôm màu vàng chanh. Phải về đẹp keng hết luôn nha. Vệ sinh là đẹp keng đây, con này là bẩn nha. Mặt phay nhôm màu vàng chanh luôn. Chỉnh volume từng kênh nè, chỉnh bass chép đầy đủ nha, chơi nhạc bằng 7 kênh loa. Con này đánh 14 xò thang nha. Sắt cắm màu vàng hết toàn bộ nè, công suất 310W, Made in Japan. Real để làm DAC, chơi nhạc bằng tất cả kênh loa. Đây cổng quang, 3 cổng quang nha, cổng analog rất là nhiều. Dây nguồn rời. Dòng này thì em đã về khá là nhiều nha. Máy đẹp long lanh, có remote điều khiển từ xa đầy đủ luôn. Giá xuất xưởng con này lên tới là 130.000 yên nha. Và công suất âm thanh ở loa 6 âm là 180W và loa công suất thông thường là 140W. Đầy đủ cổng quang, real để làm DAC đầy đủ luôn. Kích thước của máy là chiều ngang 434mm, chiều cao 171mm và chiều sâu của nó là 416mm. Trọng lượng của nó lên tới 17kg. Rồi máy đẹp long lanh, hoạt động tốt mọi chức năng nha. Rồi con này thì em sẽ bán với giá là 3.400.000. Và như vậy là em đã giới thiệu với anh em về 4 combi đến từ 4 thương hiệu nổi tiếng của Nhật nha. Tất cả đều trong tình trạng hoạt động tốt mọi chức năng nha. Máy đẹp long lanh. Rồi anh em mua hàng vui lòng liên hệ em tới số điện thoại 0834563852. Xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.